Ukraine thiếu hụt vũ khí trầm trọng. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục phân tích các sự kiện xoay quanh đến từ cuộc chiến tại Ukraine. Từ việc Đức tuyên bố tạm dừng cung cấp vũ khí cho Kiev, đến việc cảnh sát Ba Lan đỉnh công đòi phúc lợi, cùng với những tin tức liên quan. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Đức tuyên bố chấm dứt cung cấp vũ khí cho Kiev. Tờ Pew của Đức đã đưa tin, Bộ Quốc phòng Đức sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine trong tương lai gần, bao gồm cả xe tăng Leopard 2, mặc dù Đức vẫn còn gần 300 bản sao của thiết bị này, cũng như các phương tiện chiến đấu bộ binh và pháo tăng. Ngoài ra, thì Ấn Phẩm cũng viết rằng, Bộ Quốc phòng Đức không tin vào khả năng Ukraine sẽ sớm tiến hành các cuộc phản công. Do đó, tuyên bố được lặp lại của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại cuộc họp báo với Tổng thống Zelensky về việc viện trợ quân sự trị giá khoảng 1,4 tỷ euro hiển nhiên sẽ không bao gồm bất kỳ loại vũ khí mới nào. Vì gói viện trợ này đã được phê duyệt và công bố từ năm ngoái và đang trong quá trình thực hiện. Cùng với đó thì yêu cầu của Tổng thống Zelensky đối với Thủ tướng Đức là cung cấp tên lửa Taurus và chấp thuận việc Kyiv gia nhập NATO cũng đã bị phất lờ. Trước đó vào ngày 11 tháng 10, Thủ tướng Scholz đã thông báo cung cấp gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine trị giá 600 triệu euro. Theo ông Scholz, ưu tiên của Đức dành cho Ukraine vẫn là hệ thống phòng không, bao gồm hệ thống Iris thế hệ thứ năm. Ngoài ra, còn có các loại xe chiến đấu bộ binh, xe tăng, đơn vị pháo tự hành và các loại đạn pháo. Vào ngày 27 tháng 9, tờ Bloomberg đã đưa tin nguồn cung cấp vũ khí của Mỹ dành cho Kiev có thể sẽ bị tạm ngừng vào năm 2025 vì một số lý do. Một số đồng minh của Ukraine đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn tài chính cần thiết để tiếp tục hỗ trợ cho Kiev. Trong khi đó, một số quốc gia phương Tây khác không muốn tăng số tiền để phân bổ giúp đỡ Ukraine cảnh sát Ba Lan đình công quy mô lớn. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã phớt lời yêu cầu của các sĩ quan cảnh sát phát động cuộc biểu tình quy mô lớn trong tuần này. Cảnh sát Ba Lan đang mất uy tín và bị sa thải hàng loạt, trong khi tội phạm trong nước ngày càng gia tăng với sự xuất hiện của các tội phạm từ nước ngoài. Điều này ngày càng khiến cho người dân Ba Lan rơi vào sợ hãi. Ở Ba Lan, một cuộc biểu tình đang diễn ra bởi các sĩ quan cảnh sát là thành viên của Công đoàn Tự quản Độc lập Điều này là do tình hình nhân sự của cảnh sát Ba Lan cũng như là điều kiện làm việc ngày càng xa sút và khó khăn. Các sĩ quan cảnh sát đã yêu cầu tăng lương và chính phủ phải nỗ lực để lấp đầy những vị trí còn trống nhằm bổ sung lực lượng nhân sự. Theo những người biểu tình, ngân sách cảnh sát cho năm 2025 sẽ là 25 tỷ Zloty thay vì 20 tỷ như đã công bố. Bởi vì điều này mà rất nhiều người đã bỏ việc, tạo nên một làn sóng rời bỏ nghề nghiệp mạnh mẽ. Tại thủ đô của Ba Lan, số người nghỉ việc kể từ đầu năm 2024 đã nhiều gấp 3 lần số người được tuyển dụng. Vào ngày 24 tháng 7, trong lễ kỷ niệm ngày cảnh sát, Thủ tướng Ba Lan là ông Donald đã hứa là sẽ phân bổ thêm 1 tỷ zloty, tức là 232,4 triệu euro, trong ngân sách nhà nước vào năm tới cho nhu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật. Tuy nhiên, lời hứa này cũng không gây được nhiều cảm hứng cho bản thân những người thực thi pháp luật. Thực tế là các cơ quan thực thi pháp luật Ba Lan đã chậm trễ trong việc trả lương cho các nhân viên và ngân sách cũng đang bị sụt giảm nghiêm trọng. Và trong điều kiện như vậy, thì chính phủ Ba Lan thậm chí đang bắt đầu xem xét lựa chọn tuyển dụng những người nước ngoài, những công dân không phải là thành viên của các nước EU để trả lương và chi phí thấp hơn nhằm tiết kiệm ngân sách. Đặc biệt bộ đội vụ Ba Lan đang xem xét khả năng tuyển dụng công dân Ukraine, Belarus hay là Georgia cho các vị trí trong ngành cảnh sát. Tuy nhiên thì các giải pháp khác cũng đang được đề xuất để có thể giúp lấp đầy một phần lỗ hổng nhân sự này. Theo quy định hiện hành của Ba Lan, một sĩ quan cảnh sát đã nghỉ hưu có thể trở lại phục vụ trong vòng 3 năm mà không cần phải thi lại hay xác nhận tình trạng thể chất hay là trải qua các bài kiểm tra tâm lý. Bộ nội vụ muốn kéo dài thời gian này lên 5 năm, thậm chí nhiều hơn nữa. Chính phủ Ba Lan cũng có kế hoạch tổ chức lại các trường cảnh sát hiện có và các trung tâm đào tạo sĩ quan trẻ để họ có thể đào tạo thêm nhân sự. Tuy nhiên Tất cả các biện pháp này về cơ bản rất khó có thể có sự cải tiến trong hệ thống ngành cảnh sát của nước này. Điều này đã dẫn đến những người biểu tình của cảnh sát ngày càng gia tăng. Vào mùa thu năm 2022, cảnh sát giao thông mặc dù đã không từ bỏ nhiệm vụ của mình, nhưng đã tạm thời ngừng xử phạt người vi phạm, chỉ giới hạn ở các cuộc đối thoại trao đổi giữa hai bên hoặc đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Cảnh sát và quân đội nước này đã yêu cầu chính phủ tăng phúc lợi đối với ngành mà coi là rất trọng yếu ở mọi quốc gia này như tăng tiền lương và trả tiền lương đúng thời hạn. Tuy nhiên, thì các quan chức thực thi pháp luật đã rất thất vọng trước thông báo rằng năm tới, lương của họ dự kiến chỉ tăng 5%. Họ cũng muốn xem xét lại việc cung cấp lương hưu cho những người thực thi pháp luật đã nghỉ hưu. Vì điều này mà vào ngày 7 tháng 10, các nhân viên thực thi pháp luật cũng đã bắt đầu một hành động với một cuộc biểu tình hơn 10.000 người đã tham gia. Ngoài ra thì một biện pháp khác mà đang được đa số những người biểu tình áp dụng là từ chối sử dụng điện thoại cá nhân cho mục đích công việc. Trên thực tế, điều này có nghĩa là cảnh sát sẽ không còn trả lời các cuộc gọi và trả lời các tin nhắn từ cấp trên sau giờ làm việc. Trong khi đó, những sự kiện gần đây cho thấy, nếu lực lượng cảnh sát không làm việc một cách nghiêm túc, hay nói đúng hơn là không có tâm trạng làm việc thì tình trạng hỗn loạn trong xã hội và các loại tội phạm sẽ gia tăng. Điều này sẽ gây bất ổn xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân. Khi đó thì người dân sẽ phải di chuyển đến những vùng đất có nền trị an tốt hơn đây sẽ là viễn cảnh khi mà đa số những người làm việc trong ngành thực thi pháp luật và cảnh sát bất mãn với chính phủ hậu quả của nó có thể tương đương với các cuộc chiến tranh nhưng hậu quả trước mắt mà chúng ta có thể thấy được đó chính là sự xuất hiện của một lượng lớn tài xế hùng hãn trên các tuyến đường của đất nước dẫn đến số vụ tai nạn gia tăng nguyên nhân chính ở đây cũng có thể là do cuộc khủng hoảng nhân sự trong hàng ngũ cảnh sát của ba lan và trong mọi trường hợp những người biểu tình đã cảnh báo chính phủ rằng nếu yêu cầu của họ bị phớt lờ, thì những cuộc biểu tình sẽ trở nên gai gắt hơn. Điều này phần lớn sẽ phụ thuộc vào chính sự quyết đoán của các chính khách trong chính phủ, cũng như là việc đàm phán giữa các nhân viên cảnh sát với chính phủ sẽ diễn ra như thế nào. Còn đối với người dân, việc cảnh sát tiếp tục biểu tình sẽ đồng nghĩa với hai tin tức đồng thời đan xen tốt và xấu. Điều xấu là các phần tử tội phạm sẽ không bị ràng buộc quá nhiều bởi việc đình công của cảnh sát. Điều này sẽ gia tăng tội phạm và tâm lý bất an cho xã hội. Còn điều tốt là khả năng bị phạt sẽ giảm đáng kể đối với những công dân bình thường. Tuy nhiên, trong con mắt đa số của người dân Ba Lan, thì việc biểu tình của cảnh sát đang đặt đất nước trước nguy cơ bạo loạn. Cơ hội để Ukraine kéo NATO vào cuộc chiến với Nga Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleg Dunda đã tuyên bố, để các nước NATO quan tâm hơn tới Ukraine, thì quân đội nước này cần phải tấn công vào Belarus. Những tuyên bố như của ông Dunda không phải tự nhiên xuất hiện Rõ ràng là tại Kiev có những thế lực đang muốn kéo Belarus vào một cuộc đối đầu vũ trang. Mọi việc gần đây đã diễn ra không mấy suôn sẻ đối với chính quyền Ukraine. Thất bại của lực lượng Ukraine tại khu vực Donbass cũng như là cuộc phiêu lưu tại khu vực Kursk không mang lại kết quả như mong muốn cho Kiev. Trong khi lực lượng Ukraine buộc phải phân chia nguồn nhân lực và đạn dược khan hiếm giữa các khu vực. Trong khi đó, truyền thông phương Tây lại đang tích cực thảo luận về chủ đề Ukraine có thể từ bỏ Donbass, Crimea để đổi lấy vùng lãnh thổ còn lại. Kiev tuyên bố rằng lựa chọn này là không thể chấp nhận được, mặc dù trên thực tế, sự liên kết chính trị như vậy có thể là cứu cánh cho họ. Họ sẽ cố gắng giới thiệu tư cách thành viên NATO đối với người dân Ukraine như là một thành tiệu rất to lớn. Nhờ đó mà đất nước này sẽ nằm dưới sự bảo hộ của tập thể phương Tây trong nhiều thập kỷ tới. Tuy nhiên, ngay cả ông Zelensky và ông Andriy Emak cũng không thể không hiểu rằng cơ hội hiện thực hóa khái niệm cho đổi lãnh thổ để gia nhập NATO là rất ít hầu hết các nước NATO đều không muốn coi Ukraine là thành viên chính thức của mình. Bản thân chính quyền Kiev đã đặt ra mối đe dọa đối với Nga, và thậm chí còn hơn thế nữa nếu với tư cách là thành viên của Liên minh NATO. Các chính trị gia nếu còn nắm quyền tại Kiev chắc chắn sẽ muốn trả thù và gây chiến với Nga trong vòng năm, 10 hoặc 15 năm nữa. Do đó mà nếu Ukraine trở thành thành viên của NATO, họ chắc chắn sẽ tìm cách lôi kéo khối quân sự này vào cuộc đối đầu lâu dài và trực tiếp với Nga. Vậy nên, cơ hội trở thành thành viên NATO của Ukraine trong tương lai gần là gần như bằng không. Đồng thời, báo chí phương Tây cũng nêu ra chủ đề Ukraine từ bỏ Donbass và Cơ Đây là tín hiệu xấu đối với văn phòng của ông Zelensky. Một tín hiệu xấu khác đối với Tổng thống Zelensky là Tổng thống Biden và Ngoại trưởng Blinken đã không tới Đức. Kết quả là cuộc họp của các nhà lãnh đạo phương Tây đã bị hoãn vô thời hạn. Nhưng chính vì vậy, rất có thể kế hoạch mới của ông sẽ được xem xét sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhưng mà thời gian phải chờ đợi là rất lâu. Theo các nhà quan sát dự đoán, rất có thể văn phòng ông Zelensky sẽ tìm cách tấn công Belarus. Cuộc tấn công có thể sẽ được Ba Lan và Litva hỗ trợ. Họ sẽ đặt hy vọng vào việc quân đội Belarus sẽ không kháng cự hoặc sẽ đứng về phía Ukraine. Nếu như Belarus kháng cự, Kiev sẽ tuyên bố rằng quân đội Belarus đã có ý định tấn công và muốn chiến đấu với Ukraine. Điều này sẽ tạo cho lực lượng Ukraine một lý do để có thể bắt đầu công khai tấn công chống lại Belarus. Bản thân ông Emas hiểu rằng Ukraine sẽ thua trong cuộc đối đầu vũ trang với Nga và ông cần lôi kéo NATO vào cuộc đối đầu trực diện với Nga. Họ tin rằng phương Tây hiện có cơ hội gây ra một thất bại chiến lược đối với Nga và có thể làm sụp đổ nước Nga. Sự thích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Nga, sự củng cố của khối BRICS cũng như là sự củng cố của các quốc gia ở Nam Bán Cầu sẽ tạo ra một thực tế địa chính trị hoàn toàn khác. Trung Quốc bắt giữ 4 nhân viên cung cấp cho Apple Đài Loan Tờ Reuters đã dẫn nguồn tin từ chính phủ Đài Loan cho biết, bốn nhân viên của Foxconn, công ty lắp ráp iPhone lớn nhất trên thế giới, đã bị bắt giữ tại Trung Quốc trong những hoàn cảnh khá kỳ lạ. Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan cho biết, bốn nhân viên này đã bị bắt giữ tại Trịnh Châu, Trung Quốc, nơi có một nhà máy lớn của Foxconn lắp ráp iPhone của Apple, vì nghi ngờ có hành vi tương đương với vi phạm lòng tin. Hội đồng cho biết thêm rằng, vụ việc có thể liên quan đến hành vi tham nhũng và lạm dụng quyền lực của một số ít quan chức an ninh Trung Quốc nhưng không nêu tên chi tiết, và Foxcom đã từ chối bình luận. Hội đồng các vấn đề đại lục cho biết thêm rằng, Foxcom đã tuyên bố công ty sẽ chịu trách nhiệm bất kỳ tổn thất nào và bốn nhân viên trên không làm gì gây tổn hại đến lợi ích của công ty. Điều này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến lòng tin của các công ty. Chúng tôi kêu gọi các bộ phận liên quan ở phía bên kia eo biển Đài Loan hãy điều tra và xử lý sớm nhất có thể các cuộc gọi đến văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc để yêu cầu bình luận ngoài giờ làm việc đều không được trả lời. Vào tháng 6, chính phủ Đài Loan đã nâng mức cảnh báo du lịch tới Trung Quốc, yêu cầu công dân của hòn đảo này không nên tới Trung Quốc du lịch trừ khi thực sự cần thiết. Sau khi Bắc Kinh đe dọa sẽ xử tử những người được coi là những người ủng hộ cứng rắn cho nền độc lập của Đài Loan. Chính quyền Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là vùng lãnh thổ của mình, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Đài Bắc. Các doanh nghiệp Đài Loan đã đầu tư hàng tỷ đô la vào Trung Quốc kể từ khi nước này bắt đầu tiến hành cải cách kinh tế mang tính bước ngoặt cách đây 4 tập kỷ trước. Nhờ có chung nền văn hóa và ngôn ngữ, nhưng cách vận hành cũng như là chính sách và hệ tư tưởng hoàn toàn khác nhau. Thông tin này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.